Xin chào 500 anh em đẹp trai đã lại đến để xem video của Ben nha. Cho em hỏi anh em ngày xưa, ai đã từng bị phụ huynh phục kích? Ai đã từng bị ăn tát, ăn chổi vì chơi game chưa anh em? Em nghĩ chắc cũng kha khá đúng không nè? Nhưng anh em không hề cô đơn đâu. Vì hôm nay em sẽ kể cho anh em nghe về những cái mảnh đời éo le bị phụ huynh ganh không thương tiếc. Nhưng không phải là em đâu nha, anh em biết Ben rồi đó. Đi chơi game là phải coi ngày, vái thần tài thổ địa cầu bình an. Cho nên từ lúc bắt đầu sự nghiệp chuột phím đến nay thì chưa một lần em bị bắt. Dù đôi khi mấy ngày trốn học thì em cũng run dữ lắm. Đầu tiên là thằng bạn kế bên lớp em. Nó thì chuyên gia nói dối là đi học thêm buổi chiều môn hóa. Tại vì môn hóa em cũng có học. Nhưng thực chất từ đầu năm đến giờ nó có đăng ký học ngày nào đâu. Tiền cho nó đóng học thì nó toàn nạp mua mấy cây dòng camo để bắn thôi. Rất là xa xỉ. Hôm đó thì cũng như bao ngày, một cái ngày học thêm môn đột kích trong tầm ngắm với phân môn God và bài học viện nghiên cứu thì em có nói đùa với nó. Ê, nhìn ấn đường của mày hôm nay thâm đen. Thấy xui xui đó, coi chừng ông già bắt mày chơi game đó nha. Nó quay qua bảo em, còn lâu ông mới biết. Cái chơi đâu đó được nửa tiếng thì em thấy có một ông vào nét, mắt giáo giác tìm kiếm. Mà lúc đó thì em đâu có biết đây là ba của nó đâu, có được gặp ba nó lần nào đâu mà biết. Thôi cũng kệ. Bỗng em giật cả mình khi ổng tiến lại gần và đặt tay lên vai nó. Nó cũng quay ngoắt lại và oh yeah, về luôn con ơi. Mà khi bắt con chơi game á, em để ý mấy ông bố thường hay rất là điềm tĩnh anh em. Không có sồn sồn lên hay thực hiện một cái màn đánh đấm dã man tơi tả như mấy bà mẹ đâu. Nhưng khoan vội mừng anh em à, nghe tiếp nè. Lúc đó thì cái mặt nó trắng bệch ra luôn anh em. Nó đứng dậy mà em thấy cặp giò nó rung bần bật luôn. Không biết lúc đó nó có tè dầm không ta. Ba nó thì đúng điềm luôn nha anh em. Ông nói về, không giải thích. Sau này lớn lên thì em mới biết ba của nó là một quân nhân trong quân đội. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, suôn sẻ. Ai ngờ sáng hôm sau khi đi học thì ôi thôi, mình mẩy của nó bầm đen hết trơn anh em ơi. Nhìn mà xót luôn. Em chưa hỏi thì nó đã mở miệng chửi em. Má cái miệng chó của mày thúi quắc luôn á. Em thì vừa muốn cười mà phải ráng nhịn vì mình thương bạn như thể thương thân mà. Em hỏi rồi sao bị bắt. Nói qua nói lại một hồi thì mới biết là có bà dì gần nhà. Có bà dì gần nhà mua ve chai á. Ghé cái quán net mà em với nó hay thường chơi á. Mua chai nhựa mấy lần mà nó đâu có biết. Rồi bà về bà mét mẹ nó. Mẹ nó nói lại với ba nó vậy là lụm lúa luôn. Cũng từ sau đó thì nó cũng không còn chơi game nhiều nữa. Chỉ có ngày thứ năm hàng tuần về sớm được 2 tiết là nó đi chơi 1 tiếng 2 tiếng rồi về thôi. Nó cũng không còn học thêm gì nữa hết. Rồi đến năm lớp 8 thì nó nghỉ hẳn luôn. Sức mạnh của ba thật là ghê gớm đúng không anh em? Còn có một thằng thì trái lại với thằng này nha. Bị bắt bị đánh gần hơn mấy chục lần luôn mà vẫn bám trụ với game. Nhưng em sẽ kể về nó ở những cái tập sau nha. Do video lúc gà em làm có thời lượng hơi ngắn, em chỉ làm khoảng 7 phút thôi. Trở lại với khẩu súng của chúng ta ngày hôm nay, được rất rất là nhiều anh em yêu cầu nên em cho nó lên sóng liền luôn chứ không đợi nữa. M66. Ngày xưa tên nó chỉ là M66, còn bây giờ tên đầy đủ của nó là M66XNW. Ngoại hình thì nó nhìn hơi khác chút xíu, nhưng cơ bản thì nó vẫn là M66 thôi. Em biết là nhiều anh em chọn nó vì ngày còn nhỏ á. Nếu anh em có chơi mấy cái loại súng nhựa thì chắc biết cái khẩu này. Có rất là nhiều phiên bản của loại súng này được làm thành đồ chơi và rất thịnh hành ở Việt Nam chúng ta luôn. Từ súng nước này cho đến những cái khẩu bắn súng bằng dây thun, bắn hơi hay đặc biệt hơn là những cái khẩu bắn đạn nhựa xa xỉ đó. Nên không khó hiểu khi vừa ra mắt thì nó đã chiếm được cảm tình của anh em đột kích. Nhưng để sở hữu em nó ngày đó thì cũng là một cái vấn đề lớn khi giá khá là chát 52kgb, tức là đắt hơn cả Anaconda thời điểm đó luôn. Hôm bữa thì em nhầm khẩu lục đắt nhất hiện nay là khẩu Thor với giá 68 hay 69.000 GB gì đó. Và khi M66 ra mắt thì nó đã làm bùng lên một cái cuộc đấu nảy lửa giữa một bên là fan của M66 và một bên là fan của Anaconda. Và rất nhiều tranh luận đã diễn ra trên các diễn đàn là cái này ngon hơn hay là cây kia ngon hơn. Nhưng em thấy nếu so sánh giữa hai cái khẩu này, về cơ bản nó sẽ không có hợp lý lắm. Vì hai cái khẩu này em thấy nó sẽ thuộc hai cái tiếp người hay là thuộc hai cái trường phái bắn khác nhau anh em. Nếu như Anaconda dành cho những anh em thích canh sọ, canh hết sót, phải thực sự điềm tĩnh và lạnh lùng trong từng cái viên đạn, trong từng cái phát được bắn ra, thì M66 lại dành cho những anh em thích máu lửa, song pha, giáp lá cà, sự linh hoạt và tính cơ động nhẹ nhàng trong mọi cái tình huống giao tranh.
Hai khẩu này thì em thấy nó không có cùng cái tiêu chí để so sánh cặn kẽ. Nên em thấy là ai thích cái gì thì cứ mua cái đó thôi. Quan trọng là mua mấy khẩu này phải có tiền. Nhưng mà tiền bây giờ thì GB rất rất là nhiều rồi. Mua hoài cũng không hết GB luôn. Xưa chưa có mũ giáp á, thì M36 bắn sọ cũng kinh lắm anh em. Tốc độ bắn và cái lượng đạn cũng nhanh hơn, lại nhẹ hơn nên cũng được rất là nhiều anh em chọn cái khẩu này để delay với ngắm. Đi nó sẽ cơ động hơn, nó sẽ an toàn hơn là khi cầm cái Anaconda. Còn Anaconda thì lại đậm chất lãng tử và delay cũng đẹp mắt hơn cái khẩu M36 này. Về uy lực thì chắc chắn M36 không thể bằng Anaconda được rồi. Nhưng giờ thì anh em ta có giáp nên bắn khẩu này khá là chua anh em ạ. Tóm lại vẫn bắn để kỷ niệm thôi, chứ không thể bằng các khẩu lục hiện nay nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ em và like cho em cũng như để lại những cái comment của anh em ở phía bên dưới. Anh em thích khẩu súng gì cứ để lại comment của anh em ở bên dưới nha. Và những video sau thì em sẽ kể về cái thằng mà chai lì đến nó bị đánh mấy năm trời mà nó vẫn bám trụ không bao giờ nghỉ game luôn. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they